Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Hôm nay thứ tư, ngày 12 tháng 9 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Quảng Bình phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu về phát triển du lịch đã đề ra. Bàn giao nhà nội trú cho giáo viên. Cần chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi. Huyện Quảng Ninh hoàn thành thu hoạch lúa hè thu. Ngày 17 tháng 9 năm 1973, Chủ tịch Fidel Castro thăm Quảng Bình, Quảng Trị. Đây là sự kiện gây tiếng vang lớn trong dư luận quốc tế, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quan hệ hữu nghị Việt Nam-Cuba. Fidel Castro trở thành vị nguyên thủ nước ngoài đầu tiên đến thăm đất lửa Quảng Bình, vùng mới giải phóng Quảng Trị. Câu nói bất hủ của Fidel, vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình, là biểu hiện đỉnh cao của chủ nghĩa quốc tế vô sản. 45 năm trôi qua, những ký ức hình ảnh về vị lãnh tụ của đất nước Cuba vẫn in sâu trong trái tim người dân Quảng Bình, Quảng Trị. Chủ tịch Fidel Castro mãi mãi là người bạn lớn, người đồng chí và là người anh em vô cùng thủy chung thân thiết của dân tộc Việt Nam. Kể từ ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao mùng 2 tháng 12 năm 1960, hai dân tộc Việt Nam-Cuba luôn kề vai sát cánh trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do và bên nhau vững bước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đây thực sự là mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đã trở thành biểu tượng của thời đại, là tài sản vô giá mà hai đảng và nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba luôn giữ gìn vun đắp. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 12 tháng 9, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện chương trình hành động số 06 ngày 13 tháng 7 năm 2016 về phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại diện Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, đơn vị địa phương, lãnh đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy. Hội nghị đã tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện chương trình. Hầu hết các ý kiến khẳng định, mặc dù triển khai thực hiện trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt, sự vào cuộc tích cực của các cấp các ngành và cả hệ thống chính trị, nên sau hơn 2 năm, các chỉ tiêu, mục tiêu chương trình đặt ra đều đạt và vượt kế hoạch. Du lịch Quảng Bình đã có sự phục hồi trở lại sau sự cố môi trường biển và ngày càng có nhiều khởi sắc thực sự đáng phấn khởi. Tổng số lượt khách du lịch đến Quảng Bình năm 2017 đạt 3,3 triệu lượt, tăng 65,83%. Trong đó khách quốc tế đạt 130.000 lượt, tăng 160%. Tổng thu từ khách du lịch đạt 3.706,3 tỷ đồng, tăng 64,7% so với cùng kỳ năm 2016. Trong 8 tháng đầu năm 2018, tổng lượng khách du lịch đến Quảng Bình đạt 2.740.000 lượt, tăng 18,5%. Trong đó khách quốc tế ước đạt 115.000 lượt, tăng 26,6%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 3.400 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2017. Những chỉ tiêu này cũng vượt xa các chỉ tiêu dự báo tại quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Quảng Bình đến năm 2020, tầm nhìn năm 2025. Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước và cải cách hành chính được triển khai hiệu quả, kịp thời, thu hút được sự tham gia của nhiều nhà đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Từ năm 2016 đến nay, tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư khoảng 54 dự án của nhà đầu tư trong nước về lĩnh vực dịch vụ du lịch, với tổng mức đầu tư gần 20.700 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong tổng số vốn đầu tư hơn 7,3 tỷ đô la Mỹ được cam kết tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Bình năm 2018, du lịch dịch vụ là một trong 4 lĩnh vực chiếm tỷ lệ lớn. Bên cạnh đánh giá những kết quả quan trọng qua hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch, các đại biểu cũng đã đi sâu phân tích những yếu tố đang trở thành lực cản đối với sự phát triển ngành du lịch và sự đi lên của tỉnh, như nguồn nhân lực phục vụ du lịch còn thiếu và yếu, chất lượng nhân lực còn thấp, ngân sách cho phát triển du lịch còn hạn chế, đầu tư san trải thiếu tập trung trọng tâm trọng điểm. Nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển du lịch của tỉnh chưa khai thác và phát huy có hiệu quả. Nhận thức của cộng đồng và một số cấp quản lý nhà nước về phát triển du lịch, nhất là phát triển du lịch bền vững còn có những hạn chế. Số lượng khách quốc tế chiếm tỷ lệ còn thấp,
trong cơ cấu khách du lịch. Tỉnh thời vụ khắc phục còn chậm, cơ sở hạ tầng kỹ thuật du lịch chưa đồng bộ, sản phẩm du lịch chưa hoàn thiện, thiếu các điểm vui chơi giải trí. Trên cơ sở đánh giá nghiêm túc những việc đã làm được, chưa làm được, hội nghị cũng đã xác định những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo trong thời gian tới để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ nay đến năm 2020. Kết luận hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện chương trình hành động số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thời gian qua. Du lịch là ngành công nghiệp không khói, là ngành kinh tế hết sức quan trọng. Tỉnh chúng ta có nhiều tiềm năng thế mạnh để phát triển du lịch, trong đó Phong Nha - Kẻ Bàng được mệnh danh là vương quốc hang động, được vinh danh trên toàn cầu. Nhiều danh lam thắng cảnh, Nhật Lệ, Đá Nhảy, vùng chùa Đạo Yến, suối nước Phóng Vang, di tích Bảo Tró, vân vân đang tạo thành sức lan tỏa, đưa Quảng Bình trở thành địa danh nằm trong khối óc và trái tim của những người quan tâm châu Á và du lịch châu Á. Như Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu tại hội nghị xúc tiến đầu tư tháng 8 năm 2018 vừa rồi, Thủ tướng đã khẳng định Quảng Bình là mảnh đất có nhiều tiên cảnh, thực sự là viên kim cương xanh của châu Á, là nơi không còn sót lại nhiều trên trái đất với những giá trị huyền bí cần được khám phá. Và Thủ tướng đã yêu cầu Quảng Bình phải góp phần tạo làn gió đại phong mới cho du lịch Việt Nam, góp gió thành bão với các địa phương để góp phần quan trọng vào sứ mệnh đưa Việt Nam trở thành thương hiệu du lịch có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Đây cũng là sự khẳng định niềm tin và trọng trách lớn mà Đảng, Nhà nước, Thủ tướng, Chính phủ đã giao trách nhiệm cho tỉnh Quảng Bình của chúng ta. Nhấn mạnh ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh tháng 8 năm 2018, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý một số vấn đề trọng tâm để tiếp tục thực hiện tốt chương trình hành động số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020. Đề nghị các cấp ủy, chính quyền phải nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng của phát triển du lịch. Phát triển du lịch bền vững đối với sự phát triển kinh tế xã hội, ổn định chính trị xã hội, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, vừa cấp bách, vừa cơ bản lâu dài trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và từng địa phương cơ sở. Tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn các nghị quyết của Trung ương, nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch trong giai đoạn 2016-2020. Triển khai sâu rộng các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy định của nhà nước về phát triển du lịch nhằm nâng cao và tạo sự chuyển biến trong nhận thức, tư duy về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của phát triển du lịch, ngành nghề du lịch trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đối với các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, để nâng cao được ý thức trách nhiệm trong vấn đề bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, tài nguyên du lịch, chúng ta cũng cần nhận thức sâu sắc hơn những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đó là, đối với Quảng Bình, chiến lược trung tâm phải là dịch vụ hóa nền kinh tế, phát huy tối đa mũi nhọn du lịch, song song với việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa và tự nhiên, tạo sự kết nối, lan tỏa đến nhiều vùng miền khác trong cả nước. Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan tham mưu, đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là căn cứ quan trọng làm cơ sở định hướng phát triển của các ngành lĩnh vực, trong đó có ngành du lịch. Hoàn thiện các quy hoạch xây dựng cũng như các quy hoạch phát triển du lịch các khu, tuyến, điểm du lịch trọng điểm của tỉnh, đồng thời triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư theo quy định của Chính phủ và nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tranh thủ sự hỗ trợ từ các nguồn lực của Trung ương, nguồn vốn từ các dự án của các tổ chức quốc tế, ngân sách địa phương và đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội hóa, đa dạng các nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, đặc biệt là hệ thống hạ tầng giao thông, viễn thông, điện lực, ngân hàng tại các trung tâm du lịch của tỉnh, các khu điểm du lịch. Đồng thời phải tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án trọng điểm về du lịch đang triển khai để hoàn thành sớm những dự án có khả năng tạo sự phát triển bứt phá cho diện mạo du lịch của tỉnh, như dự án quần thể resort, biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp FLC Quảng Bình, khách sạn 5 sao của tập đoàn Pullman, sân golf Bảo Ninh Trường Thịnh, sân golf Bảo Ninh Hải Ninh, khu nghỉ dưỡng Bang của công ty cổ phần tập đoàn Trường Thịnh, vân vân. Đồng thời phải tiếp tục quan tâm chỉ đạo khẩn trương triển khai các dự án về du lịch dịch vụ đã có chủ trương đầu tư. Mặt khác, cần phải tiếp tục rà soát lại các dự án đã có chủ trương đầu tư,
Nếu triển khai chậm thì phải có biện pháp thu hồi để kêu gọi các nhà đầu tư khác. Tăng cường kêu gọi và nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác xúc tiến đầu tư, mời chọn những nhà đầu tư thực sự có uy tín, có năng lực, thương hiệu vào nghiên cứu khảo sát, tìm kiếm cơ hội vào đầu tư tại tỉnh để Quảng Bình, viên kim cương xanh của du lịch Việt Nam sẽ tỏa sáng lâu dài trên bản đồ du lịch quốc tế. Chú trọng việc phát triển đa dạng hóa và hoàn thiện các sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh, nâng cao chất lượng dịch vụ và tiếp tục phát triển các sản phẩm du lịch tại vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, trong đó chú trọng các sản phẩm du lịch cao cấp, các sản phẩm có khả năng thu hút lượng khách du lịch lớn, mang lại thu nhập cao trên nguyên tắc phát triển bền vững, gắn bảo tồn với phát huy di sản, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội để nghiên cứu và phát triển các khu điểm sản phẩm du lịch mới mang tính độc đáo, có lợi thế cạnh tranh cao như du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch kết hợp hội nghị hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện, du lịch thể thao cao cấp, du lịch văn hóa lịch sử, vân vân, nhằm để tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa văn hóa thể thao với phát triển du lịch, chỉ đạo phát triển hạ tầng du lịch theo hướng đồng bộ, hiện đại và tiếp tục khai thác có hiệu quả các đường bay hiện có, duy trì củng cố liên kết các tour tuyến để nâng cao chất lượng hiệu quả đường bay Đồng Hới Cát Bi Hải Phòng và Đồng Hới Chiang Mai Thái Lan nhằm để thu hút khách du lịch, tiếp tục nghiên cứu để phát triển mở thêm các đường bay mới, huy động nguồn lực để nâng cấp cảng hàng không Đồng Hới, trong đó có một số tuyến đường bay quốc tế, và tăng cường khai thác các tuyến vận tải đường sắt, phát triển mạnh các phương tiện giao thông đồng bộ kết nối với các trung tâm du lịch trong cả nước, chú trọng đầu tư các điểm dừng chân phục vụ khách du lịch, bãi đổ xe tại các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Đồng thời phải có kế hoạch triển khai tổ chức phố đi bộ tại thành phố Đồng Hới và phát triển các hoạt động vui chơi giải trí ban đêm phục vụ du lịch, tăng chi tiêu và thời gian lưu trú của du khách. Thì ở đây tôi xin lưu ý mấy cái việc. Một là đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh là tiếp tục làm việc với Bộ Giao thông Vận tải để phối hợp đẩy nhanh tiến độ xúc tiến xây dựng, nâng cấp mở rộng cảng hàng không, rồi là nhà ga sân bay Đồng Hới trong năm 2018, hoàn thành vào năm 2020 hoặc có thể sớm hơn, nhằm để nâng cao khả năng khai thác và chất lượng vận tải phục vụ du khách, và đồng thời sớm nâng cấp cảng hàng không sân bay Đồng Hới để đáp ứng kỳ phục vụ du khách trong nước và quốc tế. Vấn đề thứ hai là Ủy ban nhân dân tỉnh tích cực làm việc với các cơ quan chức năng để tạo điều kiện cho phép người nước ngoài được xuất nhập cảnh bằng thị thực điện tử tại Quảng Bình. Vấn đề thứ ba là Ủy ban nhân dân tỉnh tích cực làm việc với Bộ Giao thông Vận tải, các bộ ngành trung ương để tranh thủ các nguồn lực đầu tư nâng cấp một số công trình hạ tầng thiết yếu cấp bách quan trọng. Vấn đề thứ tư là vừa qua Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có chủ trương cho phép xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình. Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo các đơn vị tư vấn và các cơ quan liên quan xúc tiến triển khai ngay việc xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình và quảng trường trung tâm thành phố Đồng Hới, không được chậm trễ, để kịp thời khánh thành vào dịp mùng 2 tháng 9 năm 2019. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu tiếp tục có cơ chế chính sách phù hợp để hỗ trợ khuyến khích và thu hút đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, các cơ sở lưu trú, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí phục vụ du khách. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác quảng bá xúc tiến du lịch, tập trung xây dựng chiến lược marketing, chiến lược phát triển sản phẩm, bộ nhân diện thương hiệu du lịch Quảng Bình, chủ trọng nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch, triển khai đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp đảm bảo an ninh du lịch, xây dựng môi trường du lịch văn minh, bình đẳng, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp kinh doanh, khẳng định du lịch Quảng Bình là điểm đến an toàn, chất lượng và mến khách. Mỗi người dân Quảng Bình là một hướng dẫn viên du lịch. Ủy ban nhân dân tỉnh cần tăng cường chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường quản lý tại các khu du lịch, các địa điểm kinh doanh dịch vụ phục vụ du khách, chấm dứt tình trạng chặt chém, treo kéo du khách, quản lý chặt chẽ việc công khai niêm yết giá dịch vụ tại các cơ sở kinh doanh, các điểm du lịch, khu du lịch, tăng cường công tác quản lý nhà nước, đổi mới cơ chế chính sách, phân công đồng mối chịu trách nhiệm chính, phân cấp đầy đủ nhiệm vụ cho địa phương, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân để dịch vụ hóa nền kinh tế. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như những kỳ vọng của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy chính quyền, mặt trận đoàn thể các cấp, các ngành, đơn vị địa phương cùng chung tay nỗ lực thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu về phát triển du lịch đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020 và nghị quyết số 08 ngày 16 tháng 1 năm 2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch,
trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Chiều nay ngày 12 tháng 9, Văn phòng Tỉnh ủy đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy cho 64 học viên là cán bộ văn phòng các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy. Trong thời gian 2 ngày, các học viên sẽ được tiếp thu 4 chuyên đề gồm công tác tham mưu thông tin, tổng hợp và soạn thảo văn bản của cấp ủy, triển khai quy định số 66 ngày 6 tháng 7 năm 2017 về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng, hướng dẫn số 36 ngày 3 tháng 4 năm 2018 của Văn phòng Trung ương về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng cấp ủy. Lớp tập huấn nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn phòng cấp ủy cập nhật kiến thức về những nội dung liên quan đến kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ để vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, góp phần giúp cấp ủy trong điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo. Liên đoàn Lao động tỉnh và Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy vừa tổ chức bàn giao nhà nội trú cho giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở Trương Thủy. Công trình có tổng kinh phí đầu tư 900 triệu đồng, trong đó Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 600 triệu đồng, vốn đối ứng của Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy 300 triệu đồng. Sau hơn 3 tháng thi công, công trình nhà nội trú cho giáo viên đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với 5 phòng. Trường tiểu học và trung học cơ sở Trương Thủy là một đơn vị gặp khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đặc biệt là điều kiện sinh hoạt, nơi ăn ở của giáo viên. Việc đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng nhà nội trú đáp ứng một phần nhu cầu nhà ở cho cán bộ giáo viên của đơn vị. Trước đó, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã bàn giao nhà nội trú cho giáo viên trường trung học cơ sở Lâm Trạch, huyện Bố Trạch, trị giá ngôi trường gần 700 triệu đồng, gồm 4 phòng. Hôm qua ngày 11 tháng 9, Hội Cựu chiến binh tỉnh phối hợp với Hội Cựu chiến binh huyện Lệ Thủy và Quỹ Thiền Tâm Tập đoàn Vingroup tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho hội viên cựu chiến binh Lê Thị Lựu ở thôn Phủ Thọ, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy. Bà Lê Thị Lựu là hội viên hội cựu chiến binh xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Được sự quan tâm giúp đỡ của hội cựu chiến binh và anh em họ hàng, sau hơn 2 tháng khởi công xây dựng, ngôi nhà tình nghĩa khang trang với diện tích khoảng 60m² đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Kinh phí đầu tư xây dựng 75 triệu đồng, trong đó Quỹ Thiền Tâm Tập đoàn Vingroup hỗ trợ 50 triệu đồng, số còn lại do gia đình đóng góp. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 12 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Trung Trực, sinh năm 1974, trú tại thôn Thanh Hải, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Bình, ngày 22 tháng 4 năm 2013, Nguyễn Văn Đài, Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Truyện, Trần Đức Thạch đã thống nhất và thành lập tổ chức lấy tên là Hội Anh Em Dân Chủ. Đến khoảng giữa năm 2015, được sự giới thiệu của Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Trung Trực được kết nạp vào hội này. Quá trình tham gia hội, Trực là thành viên tích cực hoạt động phục vụ cho mục tiêu chính trị của hội, được giao giữ nhiều chức vụ quan trọng và là trưởng ban điều hành chi hội Anh Em Dân Chủ tại miền Trung. Để thực hiện mục tiêu xóa bỏ chế độ Cộng sản, xây dựng chế độ chính trị đa nguyên, đa đảng, tam quyền phân lập, dưới danh nghĩa đấu tranh, cổ suý cho dân chủ, dân quyền, bảo vệ môi trường, Trực đã tích cực móc nối, đào tạo, phát triển lực lượng, hoàn thiện hệ thống tổ chức, liên hệ với các tổ chức phần tử phản động, lưu vong, tìm kiếm tài trợ, tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, kích động người dân tụ tập, biểu tình gây rối an ninh trật tự, đả phá, nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam. Hành vi nêu trên của Nguyễn Trung Trực đã phạm vào tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân quy định tại khoản 1 điều 79 Bộ luật hình sự năm 1999. Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Nguyễn Trung Trực đã khai nhận toàn bộ hành vi, tuy nhiên không thừa nhận hành vi đó là vi phạm pháp luật. Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Trực 12 năm tù giam. Thời hạn tù tính từ ngày 4 tháng 8 năm 2017. Ngoài ra, áp dụng Điều 122 của Bộ Luật Hình Sự năm 2015, phạt quản chế bị cáo Nguyễn Trung Trực với thời hạn 5 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Cần chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi. Huyện Quảng Ninh hoàn thành thu hoạch lúa hè thu. Ngày 1 tháng 8 năm 2018, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc là nơi đầu tiên trên thế giới xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đến nay, bệnh dịch này đã xuất hiện ở 12 quốc gia. Trước tình hình đó, Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Bình nói riêng
đang triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn sự xâm nhiễm và lây lan của bệnh dịch tả lợn châu Phi. Dịch tả lợn châu Phi là một bệnh truyền nhiễm do virus gây ra. Bệnh có đặc điểm lây lan nhanh trên loài lợn, gây thiệt hại nghiêm trọng với tỷ lệ chết lên đến 100%. Hiện nay chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu đối với bệnh dịch này. Để ngăn chặn có hiệu quả sự xâm nhiễm và lây lan của bệnh dịch tả lợn châu Phi vào địa bàn tỉnh Quảng Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo hướng dẫn các địa phương chủ động thực hiện các biện pháp ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm, tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch bệnh tại các địa phương và vùng có nguy cơ cao bị nhiễm dịch bệnh. Khi phát hiện trường hợp lợn có triệu chứng của bệnh dịch tả lợn châu Phi thì cần lấy mẫu gửi chi cục thú y vùng 3 để xét nghiệm. Các lực lượng chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vận chuyển, buôn bán sản phẩm từ lợn qua biên giới không rõ nguồn gốc. Thời gian qua, một số hộ dân ở xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch đã mạnh dạn phát triển các mô hình kinh tế mới, trong đó có mô hình trồng sim của các hộ dân ở thôn Chai Lập. Năm 2017, sau khi có chủ trương của dự án SRDP tỉnh Quảng Bình, một số hộ dân ở thôn Chai Lập, xã Phúc Trạch đã liên kết thành lập tổ hợp tác trồng sim Chai Lập với diện tích 4 ha. Được sự hỗ trợ về vốn từ dự án SRDP tỉnh và sự giúp đỡ kỹ thuật từ cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bố Trạch, đến nay tổ hợp tác đã trồng được hơn 7.000 cây sim. Hiện nay vườn sim đã bước vào thời kỳ thu hoạch, tổng sản lượng ước đạt hơn 6 tấn, với giá bán trên thị trường hiện nay từ 25.000 đồng đến 30.000 đồng một kg quả. Sau khi trừ chi phí, mô hình trồng sim mang lại cho người dân nguồn thu nhập trên 150 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, nông dân huyện Quảng Ninh cơ bản đã thu hoạch xong lúa hè thu. Vụ hè thu năm nay, toàn huyện Quảng Ninh gieo cấy trên 3.300 ha lúa, vượt gần 110 ha so với kế hoạch. Trong vụ lúa này, các xã thị trấn trên địa bàn huyện đã tập trung đưa các giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn và cực ngắn như P6, các giống lúa chất lượng cao phù hợp với từng chân đất như HT1, lúa lai, tăng tỷ lệ sử dụng giống xác nhận trên 52% để đảm bảo năng suất và kịp tiến độ thu hoạch trước mùa mưa bão. Gia đình tôi là gieo cấy giống lúa HT1 được sự chỉ đạo của Ủy ban nhân xã và ban giám đốc của hợp tác xã Hà Thiệp, thì cũng chỉ đạo cho nhân dân là phòng trừ các loại dịch bệnh ở trên cây lúa và phối hợp là trổ nước vào là với đồng ruộng hợp lý, thì nên năng suất năm nay gia đình tôi và cũng như toàn hợp tác xã nói chung thì cũng đạt từ 45 đến 50 tạ trên ha. Trong lúc mới gieo xong thì bị sâu bệnh phá hoại một lọt bưa vàng, hai là rầy lưng trắng. Được sự quan tâm của trên phòng nông nghiệp và bảo vệ thực vật rồi là xã thôn tích cực chỉ đạo nhân dân phòng trừ diệt được là sâu bệnh thì lúa phát triển tốt, năng suất là như thôn đánh giá ước đạt là 56 tạ trên ha. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quảng Ninh, vụ hè thu năm nay năng suất bình quân toàn huyện ước đạt 48 tạ một hecta, tăng 3 tạ một hecta so với năm 2017. Trong đó nhiều địa phương năng suất đạt cao như Xuân Ninh 61 tạ một hecta, thị trấn Quảng Hầu hơn 52 tạ một hecta, An Ninh 51 tạ một hecta, Vĩnh Ninh 51 tạ một hecta, Duy Ninh 50 tạ một hecta. Với sự nỗ lực của nhân dân, sự tích cực của cả các là ban ngành, đoàn thể, rồi là đã thực hiện áp dụng các cái biện pháp đồng bộ như thời vụ, rồi giống, rồi các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại lúa, nên kết quả là đạt tương đối khá. Với sự huy động các loại máy gặt đập liên hợp và để nhanh tiến độ thu hoạch, đến nay nông dân các xã thị trấn trong huyện đã cơ bản hoàn thành thu hoạch lúa hè thu, đảm bảo không bị thiệt hại do mưa lũ cuối vụ, góp phần ổn định lương thực. Mời quý vị và các bạn theo dõi tin bão gần bờ, cơn bão số 5. Hồi 16 giờ ngày 12 tháng 9, vị trí tâm bão vào khoảng 20,9 độ vĩ Bắc, 113,9 độ kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu Trung Quốc khoảng 350 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là 60 đến 75 km/giờ, giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 13 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,2 độ vĩ Bắc, 109 độ kinh Đông trên khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái Quảng Ninh khoảng 110 km, cách Hải Phòng khoảng 190 km về phía đông.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, tức là 40 đến 60 km một giờ, giật cấp 9. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên, khoảng 70 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Từ gần sáng và ngày mai 13 tháng 9, ở phía bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, vùng gió mạnh cấp 6 trở lên, phía bắc vĩ tuyến 18,5 độ vĩ bắc. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, suy yếu thành một vùng áp thấp và đi vào khu vực đất liền các tỉnh Quảng Ninh đến Hải Phòng. Đến 16 giờ ngày 14 tháng 9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc, 103,8 độ Kinh Đông trên đất liền các tỉnh vùng núi Trung Du Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 40 km một giờ. Từ đêm mai 13 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa mưa rào. Riêng khu vực Đông Bắc có mưa vừa mưa to, tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 59 đến 100 mm một đợt. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Chiều nay siêu bão Makut trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương duy trì sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 17, tức là 200 đến 220 km một giờ. Siêu bão Makut sẽ di chuyển hướng về khu vực Bắc Biển Đông trong khoảng 3 ngày tới. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 12 ngày 13 tháng 9 năm 2018, khu vực thị trấn Đồng Lê mây thay đổi, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm từ 75 đến 97%. Khu vực thị trấn Quy Đạt mây thay đổi, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm từ 76 đến 97%. Khu vực thị xã Ba Đồn mây thay đổi, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm từ 80 đến 97%. Khu vực Phong Nha mây thay đổi, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm từ 74 đến 97%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão mây thay đổi, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm từ 80 đến 97%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm từ 74 đến 92%. Khu vực thị trấn Quản Hầu mây thay đổi, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm từ 74 đến 94%. Khu vực thị trấn Kiến Giang mây thay đổi, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm từ 74 đến 97%. Dự báo thời tiết biển đêm 12 ngày 13 tháng 9 có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,5 m, biển bình thường. Dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 9 năm 2018, mây thay đổi, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình.